lâu lắm mới lại review đập hộp rồi test thử những cái bên mình mua được, sắm được và sử dụng được và phục vụ cho các bạn được. Thì hôm nay trong cái tập ngày hôm nay mình lại giới thiệu anh em một sản phẩm nữa, gần như là các anh em camera máy tính trên thị trường không bao giờ sử dụng, chỉ có các chị em trong gia đình sử dụng, nhưng mà bọn mình lại sử dụng nó với công việc thi công. Anh em thấy lạ đúng không? Đây là một cái sản phẩm mà anh em nhìn qua thì chắc cũng nghĩ, cũng chắc anh em là tinh tế thì sẽ nhận ra nó chính là một cái sản phẩm máy hút mùi. À không phải hút bụi nhá, không hút mùi. Hút mùi hay hút bụi thì cũng như nhau thôi, nó cũng đều là hút cả. Đấy, thì hôm nay mình sẽ xin phép đập hùm cái này. Vì sao mình lại làm cái video này? Có thể anh em lại nghĩ là ồ, cái thằng Linh Thiên Liên Thiên làm những cái video đấy. Nhưng mà mình bật mí cho anh em là cái sản phẩm này nó sẽ giúp phần tạo lên một sự chuyên nghiệp và sạch sẽ cho bọn mình và khách hàng, chủ yếu là cho khách hàng thôi. Vì sao lại như thế? Bởi vì mình sử dụng máy hút bụi để mình hút những cái bụi khoan của bọn mình khi bọn mình thi công một con camera, hoặc là bọn mình đục thủng tường của một khách hàng ra để đưa dây đồng trục hoặc dây mạng ra khỏi nhà khách. Có rất nhiều nhà người ta rất là đẹp, ra rất là sạch sẽ. Thì các bạn nghĩ là huyền thoại bọn mình hay sử dụng là hót rác với cả những cái thiết bị chắn bụi mũ khoan rất là chuyên nghiệp, bọn mình cũng đã mua, bọn mình test ở cái tập trước ấy, đều có rồi. Nhưng mà đây sẽ là chùm cuối của, gọi là một cái sự hứng bụi, chùm cuối của sự hứng bụi đối với cả khoan tường. Khi các bạn mà lắp cam đồng trục thì khả năng các bạn khoét tường của khách hàng ít nhất phải thế này. Ít phải thế này để cho 4 mắt cam nhá, bởi vì nó còn ống gen. Đấy, còn lắp 1 2 mắt IP thì mình không nói, không cần đến cái thằng này. Đây một công trình lớn, mình nói bật mí với các bạn luôn là bên mình chuyên làm cho những nhà đại gia thì nhà người ta rất đẹp. Nếu mà bọn mình không thể chăm sóc tốt cho họ thì họ sẽ không bao giờ vừa ý. Nên bọn mình đi đến đâu làm ấy, nhưng nó thật không phải khoe đâu, độ bọn mình đi đến đâu làm người ta nhớ đến đó, chỉ có lần sau gọi tiếp thôi, nói thẳng thế. Đấy, nên anh em là chưa sử dụng dịch vụ bên mình thì mong em có thể liên hệ bên mình để sử dụng thử, để xem bọn mình phục vụ với các bạn như thế nào. Đấy, nói thì bảo ông chém gió, nhưng mà không quảng cáo thì sao người ta biết, và không muốn biết thì sao các bạn không thử. Nên các bạn cứ mạnh dạn mà thử, các bạn sẽ nhận lại đúng với số tiền của các bạn bỏ ra thôi. Đấy, thì hôm nay sẽ là một chùm cuối máy hút bụi Hitachi công suất 2000W của chúng ta. Mình cũng mua được một vài hôm rồi nhưng mà vứt ở đấy chưa có thời gian, hôm nay mới rảnh được tí. Hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 6 2021, rảnh được chút. Cái máy này thì là Hitachi, thì thương hiệu Nhật rồi. Máy quay đi gần vào đây để cho các bạn xem xong này có gì. Cái này là hàng chính hãng thì nó sẽ có tiếng Việt và kèm một vài cái hướng dẫn, hướng dẫn, nhưng mà mình không 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 còn đọc. Đây nó gọi nhanh là giấy nhóm nỏ, cái bảo hành khỏi phải bảo hành, hỏng thì sửa, không sửa được thì lại mua cái khác. Dập ghim à? Dập ghim của bọn bọn siêu thị để quên, chứ trong này không phải là cho dập ghim. Cái này giống cái ấy nhỉ, giống cái gậy tập ấy nhỉ, cái gậy tập xà mà dính ở trên tường mà đu nhỉ. Chả biết để làm cái gì này. Đây là từ bé đến giờ bây giờ mới mua cái máy hút bụi đầu tiên của, đối với mình nhá. Nhà mình thì nhà cấp 4 thôi, đây nhà cấp 4 thôi, làm gì có gì đâu mà để hút bụi. Cái nhà này mà có hút bụi ý, thì có màu hút từ giờ đến Tết cũng không hết được bụi đâu. Nhưng mà đây là mua phục vụ khách hàng thôi nhá. Nhà khách hàng này toàn biệt thự và lâu đài thì không thể lấy hót rác mà hứng được. Cái này nắp kiểu gì nè. Càng lại đây ạ. Thôi cái này để sau, cứ bỏ phụ kiện ra đây đã. Thôi bỏ cái thùng này xuống đây. Để trên này để bày phụ kiện. Cái này là bật mí các bạn là mình mua ở siêu thị điện máy nhá.
Và cái con máy này là mình mua đắt nhất tại đấy luôn. Nếu mà có đắt hơn thì chắc cũng mua đấy, nhưng mà công suất nó 2000W, mình muốn nó hút thật sạch nên đã sắm một con đắt nhất của bên đấy. Đây chính là cái ống gen, ống gen bọn mình đi camera đấy, giống lắm. Ống gen này phải ống gen 48, 48. Mai bọn mình lại lấy luôn cái ống này đi để luồn dây và đỡ chuột cắn. Đấy, các bạn thấy một mắt cam mà chạy cái ống này thế nào? Có khả thi không? Cái gì đây? À, cái này là cái để hút sàn nhà. À, đây ngoẹo 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 này. Mặt này là cao cao su để gạt gạt này, xong có mấy cái con này là hút này. Gạt này. À và hút cả người. Mình mà đi mình khoan một cái lỗ để cho dây ra thôi mà bụi nó đổ từ đầu xuống. Nếu mà có cái này hút luôn thì chắc không bị đấy, là vừa sạch cho mình vừa sạch cho nhà khách hàng. Ở đây nữa có cái này, à đây có cái đầu đầu này, à đấy, xịn sò này, hút bụi bàn phím này, đi vệ sinh máy tính cho khách này, đấy này, hút này, tức ngực. Mình có cả máy thổi bụi và đây là máy hút bụi, và cuối cùng là cái ơi à, trông thế là nặng phết đấy. Đây bởi vì công trình lớn bọn mình mới đi thì toàn đi một ô tô rồi thì cũng không có gì mà phải ngại để xách cái này cả, chứ đi xe máy ông nào mà đi nắp cam xe máy mà chở cái này thôi vái luôn. Thế là đâu nhỉ, dây của nó đâu nhỉ? À đây, dây nguồn của nó là thiết kế kiểu dạng rút như lồ cơm điện đấy, xịn chưa đấy, xem dây dài không nào. Ấy à, ấy à, chưa hết cả, ấy à, ấy à, dài đấy. Ôi, mút chỉ. Ui, đây, bây giờ hết này. Nhưng mà cái dây này thì để mình thử thử xem nào. Cái dây này nó khoảng 5 mét các bạn ạ. Ừ, dây này khoảng 5 mét nha các bạn. Nhưng mà dây rất mềm. Nhưng mà chắc là mình nghĩ nó sẽ không bị cái tình trạng xảy ra giống với lồ cơm điện của ngày xưa nhà mình. Lồ cơm điện ngày xưa nhà mình ấy, nó cứ kiểu rút dây này rút nhiều xong nó bị đứt ở trong đầu kia, nó không vào điện nữa. À, cứ hay phải mở ra để đấu nồi cơm. Nhưng mà mình nghĩ là cái này không bị đâu, mà có bị thì mình cũng sửa luôn. Đấy, dây thì khoảng 5 mét này. Coi như là lần này là mở ra giới thiệu và review anh em xem luôn và sẽ test thử cái này. Test nhưng mà sẽ đợi có công trình thì cho anh em xem sau, còn bây giờ chắc sau clip này cũng chỉ đi hút bụi nhà cho anh em xem thôi, hút khỏe nào thôi. Chứ bây giờ nhà mình tường đã lở hết rồi. Cái này bây giờ đi khoan để khoan thử cho anh em chắc sập bố là nhà. Có cái bánh xe này để đẩy cái con này đi này. À, bánh xe xoay này. À, có hai cái bánh ở dưới này. Ờ. Cái này để kết nối với đây kiểu gì nhỉ? Để mình thử kết nối cái xem đây. Cái này chính là cái để kết nối cái đầu này, bạn cắm vào đây, bấm. Đó. Bắt buộc phải có cái đầu này vào đây. Rồi, nó quay vào cái lẫy này, nó có hai cái lẫy này. Hai khe này cho vào đây. Đấy, rồi. Trông như vòi voi này. Đó. Đấy. Ở đây thì nó có cái công nghệ là Glycolic Cleaner. Cleaner là tẩy rửa Hitachi. Mã là CV SF 20V 2000W. Công nghệ là nano titanium đấy, nghe rất là hoành tráng. Tiếng Anh thì mình sẽ đọc ra thành tiếng Việt hết bởi vì mình học dốt mà. Đấy. Cái này là cái gì đây? Để xách nó đi đây. Nó sẽ có cái chỗ tháo để lấy bụi. Đây là để vặn này để hút mạnh nhất này, mắc này, pin này. Còn tháo để lấy bụi. Lấy dây vào Ừ đúng rồi. ấn vào để lấy dây vào. Ấn vào để lấy dây. Ừ. Quê vãi.
từ bé giờ được dùng máy hút bụi bao giờ. Cái này gọi là phải đấy, không cái này để, nút bên này thì để làm gì ta? Bây giờ cứ cắm điện và thử xem nó hút cái hố này mạnh thế nào đã. Cái lỗ này để làm quái gì? Cứ cho điện vào đã. Rồi. Còn cái này còn phải mày mò nữa. Chứ từ bé đến giờ chưa được dùng máy hút bụi. Mình không phải là người hướng dẫn các anh em sử dụng cái này đâu nhá. Nên có chỗ là chưa thành thạo, mong em rất là thông cảm. Bởi vì bây giờ mới được lần đầu tiên trải nghiệm cái máy hút bụi. Để giới thiệu anh em biết là bọn mình sẽ triển khai cái hệ thống máy hút bụi để phụ cho anh em những đi khoan khiết công trình, những cái nhà khách đại gia tiếp theo, hoặc những cái nhà khách nào rất là kỹ tính và cần là sạch sẽ. Có kỹ tính không cần sạch sẽ, Nguyễn là kể cả các bạn không cần đi chăng nữa, cứ bảo là cháu cứ khoan đi, để đấy chú quét cho. Nhưng mà nếu mà khi mà đã sử dụng nữa khoan đục nhiều thì bên mình sẽ phục vụ bằng cái này luôn. Bọn mình đã đi làm theo kiểu như là làm đến đâu là phải sạch đến đấy, thì lần này sẽ là sạch hết cỡ luôn đấy. Thì bây giờ sẽ rồi, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Năm nào để cho nó chạy nhỉ? Bây giờ mình sẽ ấy một tí, sẽ xin phép em ấy một tí. Tại một lúc nghiên cứu thì chả có gì để nghiên cứu cả, nhưng mà tại vì lẽ là cái ổ điện cắm này là mình đang rút điện nên là không được, công tắc bật của nó ở đây đấy. Đây là lớp min này, đây là lớp min này, lớp nhỏ nhỏ nhất này, các bạn nhìn này, hút này, à. Các bạn nhìn này, đấy lớp min nhỏ nhất này, các bạn nó quay máy ảnh ở đây các bạn nhìn, lớp nhỏ nhất mà nó đã hút như 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 thế này rồi, đây là cho lên lớp to này. Ui, ui, ui. 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 Đấy, vừa mới chạy một chút thôi mà thấy máy khá là nóng, nó thoát hơi nóng ra đây rất rất nhiều, bởi vì công suất nó quá lớn, motor nó tận 2000W và cái mức độ hút của nó cảm giác nó đây chỉ là cái ống, cái đầu hút chỉ để vệ sinh thôi, nó không được hít lắm, để vệ sinh những cái bề mặt phải bụi. Các bạn có thể phải bàn phím máy tính này, những cái gì các bạn thấy phải được thì các bạn phải, nó chả quan trọng gì, nó là hút bụi thì càng bụi càng tốt đấy. Nó phì hơi ra đây này, hơi nóng này đấy, và cảm giác nó hút mạnh vãi chưởng, là mạnh hơn cả cái quán mình đi rửa xe người ta hút ô tô của mình ấy. Còn yếu hơn cái này, chắc là cái máy đấy là máy tàu, nhưng mà cái con này là máy gia đình, nhưng mà cái bể chứa nó nhỏ thôi, nó rất là nhỏ thôi đây. Rồi, bể chứa bụi nó chỉ thế này thôi, nhưng mà cái này mình chỉ để hút bụi mũi khoan thôi, thì cơ mà cái bình này cho mình khoan ra phải mấy chục công trình chắc cũng chả đầy được. Chứ nói gì đến đấy, mình có phải đi hút bụi ấy đâu, mà hút bụi ở ô tô đâu. Đâu nhỉ, nắp như nào nhỉ? À quên, đây mình không bán máy hút bụi nhá anh em, đừng ê, đừng hiểu nhầm là review bán máy hút bụi. Nên là chỉ review là bọn mình sẽ sắm thêm máy hút bụi để đi phục vụ anh em thế thôi, chứ mình không bán máy hút bụi. Trước mình review làm cái máy bơm hơi mini, bao nhiêu khách gọi hỏi mua và em có bán máy hút bụi đâu,
à, máy bơm hơi đâu. Đặng cho cái chổi để các bạn phẩy. Mình thấy con này, mình đây lần đầu tiên được trải nghiệm cái con này, từ bé giờ chưa dùng. Đấy, các bạn nào có nhu cầu muốn mua máy hút bụi để hút gia đình thì có thể tham khảo qua cái máy này. Cái này là cái máy đắt tiền nhất của MediaMart ở gần chỗ mình, còn chỗ các bạn thì mình không biết nhá. Nó sẽ bán theo vùng, mà vùng của các bạn nhiều đại gia, nhiều người giàu thì cái hệ thống siêu thị thì sẽ nhiều đồ cao cấp, còn mình là vùng quê vùng nghèo thì người ta lại sẽ cho những cái đồ bình dân thôi. Nhưng đây là đắt nhất ở đấy rồi. Đấy, hộp bụi nó chỉ có thế này thôi. Chắc là đã làm cái clip giới thiệu cái sản phẩm này thì cũng sẽ phải có cái clip đánh giá sản phẩm sau một thời gian sử dụng nó như thế nào, để cho anh em nào có nhu cầu muốn mua để về phục vụ gia đình, chứ đừng có bắt chước bọn mình mua để đi hút bụi cam làm gì, nó lãng phí ra. Đấy, các bạn phải đầu tư với cái khác. Bọn mình cái khác bọn mình tối tân hết rồi thì bọn mình lại đầu tư đến cái này thôi. Đấy, bọn mình luôn có một cái câu khẩu hiệu là góc công nghệ.com, số 1 về chất lượng và phục vụ mà. Đấy thì phải làm sao phục vụ khách nó tốt nhất. Đấy, nắp cái hộp bụi vào, sập xuống đấy, cũng xịn sò đấy. Đây là mức độ hút mắc pin, bấm để thu dây và bật lên. Đấy à, và cái này là cái à, mình vừa tháo ra được cơ mà sao bây giờ nó chặt. À đây, chỗ này nó liền. Đây là cái gậy lối lối dài thì phải, đúng rồi, gậy lối dài mà nó làm bằng inox, nó nặng như này, lãng phí quá nhỉ. Cái này đúng ra chỉ là nhựa thôi, ống nhựa mà nó được. Đây cầm này, này tống vào đây à? À, kết nối đơn giản này thôi à. Cái này đem gì nhỉ, cái à, cái này để cho cái này nó xuống sâu hơn đấy, thụt lên này này, nó xuống sâu hơn để các bạn hút đấy. Các bạn đi bạn chà chà cái sàn của nhà mình ấy, nhà các bạn ấy. Này, mình sẽ bật lên. Ui, ui. Nó hút luôn. Ui. 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 Đây là nhấc nhỏ nhất, nhấc nhỏ nhất này chắc là sẽ không hút được cái gì đâu. Ui, ui, nhấc nhỏ nhất này chắc chỉ hút được lông chó lông mèo, còn cái nhấc mạnh nhất thì các bạn có thể hút đinh, giống như mấy cái ông quảng cáo ở trên trên mạng ấy đấy. Nhưng mà mình cũng chả cần đến những cái chức năng nó hút đinh với cả hút cả nhấc cả quả dưa quả cầu làm gì, mình có cần gì đến cái mức độ đấy đâu. Nguyễn, làm sao mình khoan nó đừng rơi vào đầu mình là được. Đấy, đây có ống ống không này, ống không này mà cho vào tay thì không biết bây giờ chuyện gì xảy ra, sợ lắm. Thử 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 dại phát. Đó đó cái tay. Ui ui, đấy mới cho lớp min đấy, cho lớp min mà thử vào tay chắc nước mắt thì chắc ấy. Mà ông nào mặt nhiều mụn mang cái này ra hút. Nóng hết cái máy à, đi khoản khám máy hút bụi lại đến lúc test là phải bịt khẩu trang, biết đâu nó bụi nên cho nó chuyên nghiệp tí.
Rồi bây giờ cái clip ngày hôm nay thì cũng xin kết thúc ở đây thôi. Hôm nay là mình giới thiệu đến các bạn là cái con máy hút bụi bên mình mới sắm để đi thi công. Cả máy Hitachi 2000W. Nó lum na là thế thôi. Vừa test thử thì thấy nó hút khá là mạnh. Còn mạnh hơn cái máy công nghiệp mà các chỗ ô tô người ta hút. Đây là mình đi ra thực tế mình xem, mình cũng đã dùng cái máy đây mình hút xe ô tô của mình rồi. Thì thấy nó yếu hơn con này. Con này khá là khỏe. Đấy. Và phụ kiện nó chỉ có thế này thôi. Nó rất là ngắn, nó không có cơ cày cần lối dài mà cho các bạn lên tận chân trần được đâu, không 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 có nhá. Nhưng mà các bạn cần thì có thể phải mua. Và cái này nếu mà thực sự là bọn mình đi thi công ấy, mình ở trên thang cơ, nếu mà mình có khoan cái nào ở trên trần và đục ở trần ra thì cái này nó cũng khả năng nó sẽ không tới trần được. Mình đứng lên cái thang rút khoảng 2,2 m thì khả năng cái này vẫn phải nhấc lên trên thang để ấy, hoặc là mình sẽ phải đi kiếm thêm cái phụ kiện ống dài hơn để thay vào. Còn ống mặc định nó chỉ này thôi. Mình đứng ở trên thang mà trên trần thì như trần thấp như nhà mình này, lụp sụp này thì tới. Như nhiều nhà người ta cao còn 3,8 m, 4 m thì tới làm sao được. Thì phải mua ống dài hơn. Cái này để đất thôi. Đấy, còn đâu nên trên đấy ca số ít khoan, đa số hay khoan ở dưới gầm gầm đất để dây vào ấy. Cách mặt đất khoảng là 20-30 phân thôi thì đặt con này luôn, hút luôn. Đặt cái chỗ này nha. Khoan một phát nào là hút sạch, không có một tí nào ra. Mình đã nhìn thấy có đội người ta làm lấy máy hút bụi, người ta hút mũi khoan rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có đâu. Chỉ thấy ở bên nước ngoài người ta lắp điều hòa thôi. Đấy. Chứ Việt Nam thì mình chưa nhìn thấy, không biết có ai làm chưa, nhưng mà mình chưa nhìn thấy có ai đi khoan tường dùng máy hút bụi cả. Đấy là đội thi công nhá, còn gia đình mà có máy hút bụi thì có thể người ta sẽ dùng. Đấy, nhưng mà mình thì mình chưa thấy. Còn ở nước ngoài thì mình thấy các bạn cái đội thi công camera ở nước ngoài ấy, à điều hòa ở nước ngoài là họ khoan có bốn cái mũi vít thôi để treo cái củ nóng lạnh thôi, là họ cũng dùng một người giơ máy hút bụi và một người khoan, trông rất là chuyên nghiệp. Đấy. Đây là không phải là bắt chiếc mà đây là học hỏi, đúng không? Thì cái này nó cũng thực tế mà. Đấy. Thì trong tập hôm nay thì giới thiệu anh em một con máy hút bụi thế này thôi. Đấy, còn anh em nào muốn biết chất lượng bên mình phục vụ thế nào ấy thì cứ vui lòng liên hệ bên mình để được chăm sóc và phục vụ. Bên mình lúc nào cũng có một cái câu châm ngôn ở bên mình, đó là góc công nghệ.com, nó chính là tên gọi tắt của cửa hàng. Và sẽ có một câu châm ngôn là số 1 về chất lượng và phục vụ. Thì trong cái câu đấy nó sẽ không phải là cái câu gọi là chỉ nói chơi đâu, mà là số 1 về chất lượng, thì coi như là những cái chất lượng bọn mình mang đến cho các bạn ấy luôn luôn tìm tòi một cái sản phẩm tốt nhất có thể thì sẽ được gọi tắt là số 1 về chất lượng. Đấy, ưu tiên đầu tiên chất lượng, thứ hai là về phục vụ. Phục vụ coi như phục vụ các bạn về cái hậu mãi sau bán hàng và trước khi bán hàng và đang trong quá trình bán hàng và trong quá trình thi công. Đó, thì cái này cũng sẽ là một cái phục vụ các bạn như thế. Đấy. Hai cái đấy thì cái để bên bên mình tâm huyết nhất. Đấy, còn về cái vấn đề giá thì có thể không phải là tốt nhất. Nhưng mà sản phẩm và phục vụ chắc chắn là tốt nhất. Bởi vì các bạn cũng phải hiểu, người tiêu dùng thông thái là phải hiểu, không có đồ ngon mà rẻ, không có đồ tốt mà rẻ. Đấy, cũng chỉ có một câu ấy thôi, là các bạn tự hiểu nhá. Thế thôi. Chứ không có đâu mà tự dưng ngon bổ rẻ thì không có đâu các bạn nhé. Chỉ là cái câu nói vui là như thế thôi. Bên anh có cái máy nào ngon bổ rẻ không? Có, nhiều bên ui có đầy máy ngon bổ rẻ đây. Đấy là chỉ là nói vui với nhau thôi. Chứ thực tế mà ra thì không có cái máy nào ngon bổ mà lại rẻ cả. Các bạn nên hiểu như thế nhé. Các bạn nào cần có nhu cầu mua PC gaming, laptop, camera an ninh thì liên hệ ủng hộ cho mình các bạn nhé. Để xem sản phẩm và cách phục vụ bọn mình của bọn mình như thế nào nhé. Rồi, mong em ủng hộ cho bên mình nhiều hơn nữa. Và xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.